nằm đây cho nó khỏe. Chị không biết, không biết là nó sẽ rồi em kêu tiếng rưỡi, tiếng tiếng rưỡi là tiếng gì? 96 rồi mà. Nhưng mà 596. Năm là bên mấy kia. Cái miệng thì nói 596, 696 đúng rồi đó. Đau. Nhưng mà hậu Covid đổ thừa đó. Tao nói đổ thừa không. Nhưng mà ông đi lấy vai là đẹp bông sống đó. Hôm nay lại lần cũng đã đẹp rồi nãy bị lấy sạch bách. Cố gắng lấy nha, kỹ kỹ luôn em ơi. Thằng em trai Nghĩa Yên hơn đường đi lúc này mà viêm nữa, lấy có lần một năm sau chị mới quay về mà sạch bốn mất. Nghe đấy. Dùng kem đó, nó sạch luôn. Nhưng mà chị nói ủ mấy con lần hả, vì cả năm chị mới quay về đó. Từ hồi chị lên ra mắt là thật là Tết. Tết là mùng 3, mùng 4 Tết lấy mấy đứa cháu xong. Là mãi năm sau chị về mà. Một năm quay lại đã hết mụn. Cái gì ra không đấy? Cái bánh là hỏi như dưới dùng kem không á. Kêu có chứ, cho em nhìn bán gì. Em bày cho hai thằng bán. Bày hai thằng bán kem. Có bán hả? Bán mà trước bán được 10 kem. Bán được 10 kem xỉ. Nó thì bán đi kiếm tiền để mới dẫn đi du lịch. Bán được nhiều với chia hoa hồng cho ít thì đủ tiền cơm. Em kêu nó tiền cơm ở tiền nhà. Thế là hai thằng ở đây à? Dạ. Đang ở đây à? Em Huệ hả? À? Một đứa là em trai, một đứa là em họ. Một đứa cháu. Nghi đang ở nhà mà chơi cháu mà cứ cầm bà má ăn béo miết đó. Cũng kêu là con trai gì má ăn to. Rồi em la cho. Là cho chừng trước này cứ béo má cháu. Đã phê rồi. Nhưng mà ví dụ hai đứa nó tự tự lo hay đó. Mấy đứa tự lo hay sao? Thì nhà em cho nó nữa. Còn sau ít vẫn đi làm mẹ kêu đi lo mà đi làm mà chạy được cho cậu chứ mẹ làm được tìm cậu giờ đây cho anh đi nhé. Còn cái bà chị bà ông anh chị của Huệ chị chi đó dụ vừa rồi đó anh đầu rồi răng rồi dừ nữa chứ nào nợ à tiền để dành để bà làm bước hết luôn. Lại thì xin đi với chị Thận xong chuẩn bị về Thanh Hóa để sinh á, một là về Thanh Hóa hay là về chỗ nhà Nghệ á. Cái này là bị lừa đúng không em? Hay là ra? Đúng rồi chị, gọi là lừa cũng giống mình đó. Đánh bài kìa. Đánh bài online á. À, nên đánh bài còn mê là kiểu kia. Em đi thì đánh lại thôi, đánh này do mình đặt lệnh sai. Ví dụ như đá lên thì bay rồi mình đặt xuống thì làm kìa. Cái kiểu đó. Mới đầu thả cho ăn đúng không? Lần đầu là bà nói chuyện bà lừa, bà chọc và vui á, bà kêu là cái chuyện nhầm, em kêu gì ủa? Mà để mắt nhắm mắt mở hai triệu mấy mà thành 200 mấy triệu, 300 mấy triệu, có phải sẽ sai? Đầu bà nói là nó 300 mấy triệu, ba trăm mấy triệu chị ạ. Sau chuyện thì 300 mấy triệu em thấy sai sai rồi, kêu quá chú không thấy sai sai rồi thì. Đây hai số luôn rồi. Ba số. Sau Huệ cứ kêu là bà nói cho vui thôi chứ ông nói chuyện với ông anh này kêu là theo chị kìa nghĩ là bỏ từng đứa tiền là sẽ lời được gấp đôi gấp ba, có tiền xây nhà rồi cái thứ đó chị thì ham đó. À, thì đó cái chơi mấy cái này đánh vô tâm lý ghê đó khi như mình tham á. Em hỏi đi áp cái đường áp chi rồi gửi tài khoản với các thứ này vô để em xem coi rồi mọi thứ coi hết là cái chi cũng bị lừa đảo á. Giấu bảo kê là chị xóa luôn rồi, chị quên nick quên mật khẩu các thứ đó rồi. Nếu là nhà em kêu kiểu bà kêu là nằm trong nhưng mà không rút ra được cái kia, biết bà nói mình nữa. Mà thật ra là không phải bà chuyển khoản, bà
chuyển khoản tôi ở trên đấy. Lì ghê chứ, lì. Ví dụ như em, ví dụ như có 10 triệu thì em có chơi lắm, cùng lắm chơi triệu, 2 triệu thôi, bây giờ em lắm chơi triệu. Đúng thật đó. Sao vui thì chị cũng rất, chị là chị cát thôi. Hồi em sinh viên thế nào, em có nộp 20 đô là mua 4 năm mấy năm 2000 đó. Em chơi xong gần thua chị, gần thua hết luôn, còn dư có như 5-10 đô đó. Em chơi lớn luôn. Em chơi em đã đầu tư một lần mà em chơi nhân gấp 3 gấp 4 nữa kìa, để đánh lấy vốn á, để chịu chấp nhận luôn một lần mất. Kiểu cũng chứng khoán nhưng mà áp em kìa, ăn ăn nhân tạo á. Xong bỏ vô xong đánh phát đi chúng nó hồi vốn nó rút ra luôn. Từ khi nữa bao giờ chơi nữa. Thu hồi 500.000 và hồi nó kiểu có tiền á, mừng dữ. Thua rồi chỉ còn có trăm mấy nghìn chứ mấy. Thế sau này đi thử đánh thử nhân 3 nhân 4 rồi em có hồi vốn được không á? Không à, trúng anh thắng rồi em lời em hơi vốn là em chơi nữa sợ sáng luôn à. Thôi có tiền thôi, thôi bà này với ông Chí nè, cái giấy vừa kể đó hắn cùng chơi mà chơi có 100 đô thôi à. Kiểu như tiền hắn có cả ví dụ cả 100 triệu thì hắn chơi cả 100 đô thôi chứ không có chơi nhiều. Nhiều người họ tham là họ cứ nghĩ đến trường hợp nhưng mà họ đâu nghĩ đến trường hợp thua. Ra mà không nghĩ à, chơi là phải có thắng có thua chứ. Chị là chị luôn nghĩ cái thử việc thua nữa kìa. Để cho mình biết được mình đừng biết. Sorry chị. Nhẹ nhàng em ơi. Bị như khi âm thanh phát vào nó biết tại đây. Ủa hồi nãy chỉ mới có 6 phút à. Mô Phật ra. Tưởng mô là ngày nay vắng nè à, hôm qua vẫn đông. Hôm qua vẫn đông. Không có thời gian để dạy con bé nó luôn. Tức cười với sợ luôn á. Bóc bà lên chị nằm đây em rửa mặt cho chị đi. Sách tông mới rửa cái tàn chúng em biết rửa mặt cái kia trước đó phụ họ bọn đào rửa mặt rồi thì cháu hôm nay em rửa thì cháu rửa kiểu khác mình thì tất nhiên rửa kiểu nói chung là cũng biết rửa rồi đó chị. Chưa học bài cho họ mà nhá. Như con bé bà Lanh nè, bà như bà Song Sáu, bà Thư á, bà Song Sáu rồi sợ. Còn bà chị bà Hăng này ok nè, Hăng được. Hăng này. Hăng nhưng mà làm được, làm chắc, tính chắc hơn. Chị nghĩ con bé nó chưa ấy, không phải nhát đâu. Mà em thấy chị hắn cái biết nhớ liền á chị hả? Hôm qua em quen đưa cho hắn hút có mặt em. Giờ hắn đâu có dám làm đâu, sợ mất công mình la răng. Ê, em hả? Ừ, hút cái mặt em nè. Tao nghĩ ra mấy đứa mặt không em quen vậy? Luôn rồi trước mấy khi hút cái chị nói vậy đừng hút lên mặt em hút lên mặt hắn bị bầm đó cái mẹ không nhớ luôn. Qua em để hút đi hút lại hút đi hút lại em đang bị hút. Ngu đó anh chị. Ừ, em tự nhiên hôm qua ra em biết vậy, em đâu có đưa đâu, tự nhiên hôm qua ra em đưa em biết được không? Không, không biết. Ngu ra 1 triệu. Mà cô không thấy chị? Ừ. Mà hắn đi 3 giờ mấy, 6 giờ về rồi. Nó về 6 giờ nấu cơm cho chồng, cho nhà chồng. À, bởi mấy đứa có chồng có con. Với lại hình như con bé nên chị học thôi. Trừ ta sẽ chọn mấy đứa mà làm lại tao mới làm. Vì như ở lâu lâu già với lại là như cả những hăng đồ rất ok. Không vướng bận gia đình lắm, mẹ khỏe.
Mấy bà chị đó nữa, bà Thư nữa không được. Bà lầy lắm chị. Con đó ha, đúng lầy lậu luôn á. Hôm qua bà nói chuyện với khách mà bà hỏi giá khách thôi mà bà nói mà có nhịp điệu luôn á. Mấy đứa em kêu khùng. Khùng lắm. Em kêu là tưng, này ai chẳng hẳn tưng ấy. Rồi hắn quay lại qua khách em mà làm sao đó. Chị thấy em tưng không chị? Bà khách kêu riêng gì chị đã thật thì em buồn. Bà nói đó luôn mà. Mà hề, bà hề hề đang mà tính bà dễ thương ghê chứ. Chị là thích có đứa như thế, vui. Không có đứa mà giống. Vui nhưng mà cũng không khéo chứ, không phải là ngu. Không phải là bị đằng. Nói chung miệng mồm nó lành như chì, nó lành như sáo.